Dâu đã lựa chọn đạt đủ tất cả các cái tiêu chí về đạo đức, về chuyên môn và tính bền vững của doanh nghiệp. Giống như là tại sao mà Phó Chủ tịch Hương Giang hay là Phó Chủ tịch Nhã Phương rất là nhiều những cơ hội và cái lời mời nhưng mà lại quyết định hợp tác cùng với Tingo, đầu tư vào Tingo, bỏ tiền túi đầu tư hẳn hoi. Đó, thì đấy cũng là một cái niềm tự hào của Tingo, giống như là cái cách mà Tingo hợp tác cùng với Nature. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhờ cái sự tin tưởng lẫn nhau dựa trên cái nền tảng mà những cái giá trị thật, những cái giá trị cốt lõi mà chúng ta có, thì chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra được thật nhiều những cái giá trị cho xã hội. Từ đó chúng ta sẽ thành công thôi. Thế đấy là điều đương nhiên, đúng không? Em này nó được làm khoảng 9 tháng 2 nén trước khi mà ra một cái chai mẫu đầu tiên. Và sau khi cái chai mẫu đầu tiên đó thì yêu cầu khắt khe nhất là cái nguồn MMM của Nhật. Mà thực sự là cái nguồn MMM của Nhật này là bên đối tác Nhật họ cũng không tin tưởng Việt Nam. Thực sự là vậy. Thì qua ba đối tác giới thiệu, là một là mình có cái tế bào gốc từ táo, trong đó là ở Việt Nam này mình đang độc quyền, và một số nguyên liệu và của thế giới mà chỉ ở Nature mới có. Qua những cái giới thiệu đó thì họ đủ uy tín để giao nguyên liệu về cho Nature sản xuất. Các em của Nhật thì cũng chỉ có mình Tingo có. Dingo. Going green, going vegan.